Ok, hello, chào mừng tất cả anh em đến với vlog của Tabi. Lâu lắm rồi thì mình mới làm vlog, nhưng hôm nay thì có lẽ là một cái vlog nó sẽ không liên quan gì đến game cả. Nó sẽ chỉ là một vlog để mình nói về cái cuộc sống mới, về cuộc sống hiện tại của mình sau khi mà mình đã chuyển cái nơi ở ấy. Ok, ngày hôm nay thì tôi cùng người em xuống lấy cái mô hình, có lẽ là cái mô hình đầu tiên trong cái sự nghiệp làm streamer và làm YouTuber của mình. YouTuber thì hơi quá, nhưng mà streamer thì chắc là đúng đấy. Streamer mình làm khoảng 4 năm ấy rồi. Ok, không biết là hàng ở đâu. Anh em mình có cái đơn hàng nào của Tuấn Anh không anh? À vợ, ok. Thế chắc là anh em mình có đơn hàng nào của Tuấn Anh không nhỉ? Đơn hàng nhựa đôi 7080. Dẹp phải là anh. Đâu? Tuấn Anh rồi anh. Đuôi 838 là ai nhỉ? Xuống thoại của ai? Bên kia. Cái này anh sao anh em bảo là bên F108 nhỉ? Shipper người ta giao nhầm nên là mình sẽ hẹn người ta lúc chiều anh em. Mình hẹn người ta lúc chiều thì đứng đây đợi chết chết. Quên không mặc áo. Quên không mặc áo khoác xuống lạnh vãi đái. Hôm nay thì mình cũng định quay cho anh em xem về nhà mới hay như nào, thì thực chất là nó vẫn dọn, thứ nó vẫn chưa xong em. Ui, con gái á. Ui giời. Thôi vào trong nhà chơi, vào trong ai để chơi đây. Nhá, vào trong nhà nhá. Thưa, Noel đến rồi, Noel đến rồi. Đây thì hôm qua vợ chồng mình cũng dọn được bớt bớt vào buổi tối hôm qua. Nó chỉ khoảng được khoảng 70-80%. Chắc là hôm nay sẽ là xong nốt xong rồi. Đây là cái nơi mà tối qua mình vừa nằm xem Messi đây. Vừa nằm xem Messi xong. Đó, ngoài đây thì là một cái hành lang ban công nhỏ nhỏ của nhà mình thôi. Đây là một cái máy sấy. Máy sấy này, máy giặt. Đó, bọn mình sẽ để ở ngoài hành lang này. Đây sẽ là những cái chậu cây mà mẹ nó sẽ trồng cho sữa, lấy rau giết cái thứ ăn đấy, trồng mãi khi là đợt qua vụ rồi. Bên ngoài đây thì cũng sẽ là một cái ban công, nó khá là chill anh em ạ. Ban công mà nhìn xuống phía dưới của tòa này thì có bể bơi luôn. Bể bơi này người ta sẽ mở lại vào mùa hè. Tháng 4 hôm trước mình đi xuống thì mình thấy là ở dưới bể bơi này người ta hiện là tháng 4, 6 tháng 4 người ta mở lại. Ở dưới đây là có anh em có thể nhìn thấy đây là sân tennis này, sân bóng chuyền, bóng rổ, cũng như là cái sân để cho các em trẻ con chơi này. Mình với sữa buổi chiều hay xuống đấy chơi ấy. Chỗ kia thì là chỗ có thịt nướng BBQ ngoài trời luôn. View này thì sẽ nhìn hẳn ra biển, biển nhân tạo của Ocean. Đó, phía dãy bên kia. Hôm trước thì mình có đi đá bóng ở đây thì được cái là anh em vào cư dân thì đá bóng sẽ không mất tiền luôn. Chúng ta sẽ tham gia mọi hoạt động của thứ nó không mất tiền, nên là đây là một cái khá là hay ở cái khu vực mới mình ở này. Đó, thì bây giờ mình sẽ nói qua một chút về cái chỗ làm việc của mình, mặc dù nó vẫn đang hơi bừa bộn đấy. Mặc dù nó vẫn đang hơi bừa bộn một chút, nhưng mà mình vẫn sẽ quay luôn cho anh em xem.
quay cả cảnh lúc chưa dọn, lúc dọn rồi. Đây. Đây sẽ là không gian mà mình làm việc em nhé. Đây sẽ là không gian mình làm việc ở đây. Đó. Toàn bộ thiết bị sẽ là chỗ này. Đó. Đây là những cái thiết bị mà để mình quay vlog. Còn đây sẽ là dàn máy để mình stream. Không cái gì? Không cho quay á? Mẹ em sao? Đây. Mọi người có thể thấy là mình còn một cái dây led nữa, nhưng mà mình chưa, hiện tại là mình chưa cắm lên. Hôm qua thì hôm trước thì mấy anh em mới có đi một cái dây led ở đây, để khi nào mình quay những clip về bán hàng ở TikTok shop thì nó sẽ đẹp hơn đấy. Có một cái đồng hồ led nữa, đồng hồ led mà mình cũng chưa cắm lên. Đó, mình để như thế thôi mà để setup dây dở thứ làm sao cho nó chuẩn đã. Đây là cái máy của mình, đây là cái máy mà mình sẽ đá FIFA. Còn máy này mình, cái màn này mình sẽ đọc bình luận, mình sẽ đọc bình luận, và máy này nó rất là tiện. Bố. À, con đần đó. Chắc là nhìn vào đây thì sẽ có nhiều anh em thắc mắc là tại sao mình lại đá màn 24 chứ không phải đá màn bé, chứ không phải đá màn to. Đó. Thì mình rất là thích đá màn 24 từ lúc đá pet đến giờ. Ơi. Con xuống á. Bố và cháu nó cứ gọi nhầm là mẹ. Đấy, thì màn 24 này thì nó sẽ giúp cho anh em được có một cái gọi là kiểm soát bản đồ, và cái nghĩa là nó sẽ vừa vặn được cái quãng mắt của anh em hơn. Anh em sẽ nhìn được trọn vẹn nguyên một cái, những cái điểm mà gọi là như thế nào nhỉ? Những cái góc của FIFA Online 4 nhìn nó dễ hơn là màn 27. Màn 27 thì cái quãng mắt nó sẽ bị hơi xa và nó hơi bị căng mắt. Nên là mình rất là thích màn 24. Có thể màn 24 thì bây giờ nó chưa phải là 144Hz, nhưng mà mình thấy vẫn ổn nên là vẫn chơi được. Không gì cả, đây sẽ là một cái nơi mà mình làm việc chính. Cái kệ này thì sẽ để thêm một vài cái ảnh có sữa, hoặc là có thể để thêm một vài cái mô hình nữa. Chiều nay thì con mô hình đầu tiên mình sẽ quay, mình sẽ để vào đây. Đó. Mình sẽ để vào cái ô, chắc là ô đầu tiên này. Đây là cái món quà. Đây là một cái món quà mà mấy anh em DIH đợt trước đi SEA Games có tặng cho sữa. Hôm đấy có cái buổi gặp mặt thì mới có tặng cho sữa cái con linh vật của SEA Games này. Chỗ này thì sẽ là cái chỗ mà mình để những cái đồ làm vlog này. Đó, tất cả những cái đồ làm vlog thì mình sẽ để ở chỗ này. Để cho nó dễ. Hiện tại thì mình sẽ chỉ mua những cái mô hình của Zoro thôi. Mình là một fan cứng của Zoro. Nếu mà nói về các nhân vật hoạt hình ấy thì mình rất là thích Zoro. Có lẽ là mình sẽ bày một đây. Khi mà bày xong thì sẽ làm nó cái đèn hắt sáng lên đấy. Đây, cái đèn nó đi vào đây nó sẽ hắt sáng lên một chút. Thì nó sẽ đẹp hơn cho mô hình của mình. Chiều nay mình sẽ lấy rồi mình lắp thử anh em nhé. Ok, bây giờ thì cũng là tầm trưa rồi, khoảng 12 giờ rồi. Thì có lẽ là mình sẽ đi ăn một chút. Đấy, sẽ đi ăn... Bọn mình mới phát hiện ra một cái quán gà rất là ngon. Mặc dù là nhìn nó sơ sài tí thôi, nhưng mà... Đây, nhưng đầu tiên là phải đi qua cám dỗ nữa. Không được... Mỗi lần đây là một cái khu vui chơi dành cho các em nhỏ ấy. Đấy, đây là một khu vui chơi thì mỗi lần bế sữa qua đây nó rất là khổ. Nhưng mà nó cứ phải đòi vào đây, nó chơi bao nhiêu lâu bắt đầu nó mới đi. Đây. Rồi đi thôi con ơi. Đi rồi, Sơ ơi. Sơ. Nào. Đây, đưa bố. Xong này ông cầm hộ, hộp sữa đi. Bố bế em. Đâu, bố bế. Không, bố bế. Rồi, cầm em bố bế. Đưa bố. Suốt ngày con gái mà suốt ngày thích bóng đá không biết. Ôi bố bé đi ăn muộn rồi, bố về còn về bố còn làm đi. Bố còn live stream, bố kiếm tiền như nhá. Đi đâu? Đi chơi á? Rồi đi ăn nữa về chơi nhá. We'll be right back.
nhá, hello anh em. Hôm nay thì hôm nay lên hơi muộn một chút vì căn bản là mình không nghĩ cái xe bà Thái nó tải và nó update cái thứ nó lâu thế anh em ạ. Không nghĩ là nó update cái thứ lâu. Hôm nay thì hôm nay em có thể nhìn cái dòng chữ đây thì anh em có thể thấy là tôi đang chơi ở xe bà Thái đó. Chắc là tôi không biết là pin nó có lag hay không hay là như nào nhưng mà giờ tôi tắt cái nhạc đi ạ. Giờ tôi không biết cái phần nhạc này nó đâu. Hình như ở đây rồi, ok. Tắt cái tiếng bình luận ở đây này. Chơi xe bà Thái thì nó khổ cái mỗi là bây giờ mình điều chỉnh cái thứ ấy. Bây giờ mình điều chỉnh nhạc, điều chỉnh âm, điều chỉnh lúc điều khiển cái thứ ấy. Nhất là gì là chữ Thái thôi. Tôi cũng không biết là điều chỉnh kiểu gì, tí nữa xét chiến thuật thì không biết là xét kiểu gì luôn. Many hours later. Ok, bye bye anh em. Thì có lẽ là mình sẽ dừng buổi stream đây thôi. Xong hẹn anh em vào buổi tối này nhá. Bây giờ thì mình sẽ nghỉ ngơi một chút xong bắt đầu là đi chuẩn bị bữa tối. Rồi bắt đầu là tối mình sẽ tiếp tục tiếp nhá. Ok, bye bye mọi người. Ok, giờ thì mình sẽ đi mua ít đồ và chuẩn bị cho bữa cơm buổi tối hôm nay. Đấy, lịch trình sinh hoạt của mình sẽ là như vậy. Khi mình stream xong thì mình sẽ thông thường mình sẽ nghỉ ngơi, nhưng hôm nay thì nó hơi muộn một chút nên là mình sẽ đi chợ luôn để chuẩn bị nấu cơm buổi tối hôm nay. Đây này Linh. Cà chua. Cái này đi, cái này trông có vẻ nhiều ấy đấy. Cái này trông có vẻ là nhiều nước ấy. Nè em ơi, sữa này của con này. Ui, con sữa nó ném xuống rồi nữa. Hay lắm. Báo con này. Sợ cái bạn báo này. Từ đã. Con thấy mẹ đang thu à? Cháu ở nhà ngoan lắm. Cháu nó tàn ra đường. Mở làm cái gì? Ấy cái gì vậy? Có cái rau mùi không nhỉ? Lấy cà chua rồi, có cà chua rồi. And a happy new year. Giờ đi mua cái nồi đi, nhà đang chưa có nồi. À, sẽ đi xem nào, kiếm cái nồi nữa là xong. Xin mời nhân viên nhà Sài Gòn rác tại các quận luôn nhé. Giọng căng vậy. Giọng nghe căng vậy. Đây có khách đây lại ca trưa nhà mới nên chắc là phải mua cái bó đũa. À cái này không phải bó đũa. Cái này là để cuốn ghi mắt đúng không? Rồi, ok mình sẽ tìm cái nào này xem nào. Cái lọ này mà ngồi uống được ấy. Như người ta sẽ không biết là mình uống cái gì. Nhà mình thiếu một cái thùng rác đẹp nữa mà. Thiếu một thùng rác đẹp để dưới chân anh. Kiếm cái chảo đấy, nhà mình đang không có chảo. Có cái này hay mà. Dùng cái đồ gỗ một thời gian, dùng mấy cái gỗ này một thời gian nó nứt nứt. Cái gì con? Cái gì? Cái gì? Ui dồi ôi, ngã bây giờ. Ngã đi nhá.
Nào. Bố hỏi mẹ. Bố. Con nói bố đi. Ghê. Con thơm bố cái. Ừ. Em ôm bố cái này. Ừ. Ừ. Con ngồi nhá. Con lấy cái chảo nào. Lấy một cái chảo đi. Đĩa đây. Đắt quá thì mình mua lên Shopee. Cái chảo này có nào không? 800 nghìn nữa. Ủa, hôm mặc áo xong bây giờ vào đây nóng thế mà nhìn lúc nóng vãi cứt. Ở cái bếp nhà mình chỉ một người đứng làm thôi chứ làm sao hai người đứng làm cái đấy được. Hẹp quá. A few minutes later. Đây thì mình đây là những cái dàn bếp mà bọn mình mới làm thôi. Mới còn là thi công thì xong xuôi đấy các bạn. Nay thì đi chợ về sẽ có những cái này. Cái này là tí nữa mình sẽ để dùng cho máy spin. Đây, nấm có hành, cà chua, các thứ là tí mình sẽ nấu ăn ở chỗ này. Chảo nhà mình là dùng một đồ của Sun House. Một đồ sẽ là của Sun House. Đây là cũng là một trong những cái nhãn của người Việt. Nhãn rất là uy tín luôn. Một phát một luôn. Ok. Chảo này thì mình phải rửa tí nhỉ. Ok, giờ này chắc là tắm nước sữa thôi chứ tí nữa mình sẽ ra nấu cơm. A few minutes later. Đầu tiên là bác sĩ con nhá. Đầu tiên là bác sĩ. À, có thích không chị? Nhanh hơn tí nào. Nhanh hơn tí. Đầu tiên là mình làm vlog về gia đình. Đầu tiên là mình làm về đời sống. Chưa bao giờ mình chia sẻ cái những cái gọi là các bạn quay cái đúng về gia đình. Đây sẽ là video đầu tiên, vlog đầu tiên mà mình làm về gia đình mình. Cuộc sống thực tập và cái sinh hoạt hàng ngày nó như nào. Có ngồi im không? Đi cắt chọc lần nữa không? Cứ đi cắt chọc lần nữa đúng không đấy không chứ? Có bánh đàn luôn hay là có bánh đàn? Khô cong đấy. Ok ok. Đây là con cá chim mà hai anh em mình với
Mà mình lúc nãy vừa đi siêu thị về là mua. Cái này thì đã sốt cà chua. Hiếu quay cho anh em nhìn con cá đi. Đấy, món này. Xong rồi thôi, con này 300 mấy cân nhỉ? Đây là 300 cân. Con này 180. Cái mà hai món chính của tối hôm nay, nó lại là gì vậy? Cá sốt cà chua thông hành đây. Và đây là thịt ông cuốn. Thì đông cuốn. Là sao tôi sau khi tôi không làm chuyên môn tôi sẽ phải bán tụt bán ngon, mong chấm mềm tụt lưỡi, mong ngon tụt lưỡi. Ok, nó đặt rồi đấy. Rồi. Đây sẽ là mâm cơm đầu tiên của nhà mới của mình. Bọn mình thì dùng hết tiền mua nhà rồi, hết tiền mua bàn ghế là chén chỉu ở đây thôi. Lại cũng chỉ có hai vợ chồng với sữa thôi nên là không cần để bàn ghế các thứ thì mình có lẽ là sẽ mua sau, khi mà mua nhà xong thì cũng hết tiền rồi. Hôm nay thì bữa đầu tiên ở nhà mới sau khoảng gần một tháng chuyển đến. Thì chuyển đến bao lâu anh? Cũng gần một tháng chuyển đến, bây giờ tôi mới được dọn dẹp những cửa thứ vào, bây giờ sẽ là bữa ăn đầu tiên. Bữa ăn đầu tiên tự nấu. Này bố để đây cho nó mỏng nhá. À không à? Mẹ để tay vào. Cho tay mẹ mỏng nhá. À không à? Nô đi. Cho ta ăn cơm nhá. Ok, tí nữa thì xong. Không có chú Hiếu quay à? À chú Hiếu ăn cơm, nó bảo chú Hiếu ăn cơm, chú Hiếu không muốn quay nữa. Đó. Chú Hiếu ăn cơm. A few minutes later. Ok thì sau khi mà ăn xong thì mình sẽ nghỉ ngơi một chút rồi mình sẽ stream luôn. Theo đúng lịch là mình sẽ stream luôn. Nhưng mà bây giờ thì chưa anh em ạ, nhưng mà có lẽ là sẽ là cái thời điểm cuối cùng của vlog rồi. Đầu tiên mà mình làm một cái vlog thì về gia đình cũng như là về sinh hoạt hàng ngày của mình thôi. Thì thực chất là nó không mang nhiều tính chất về chuyên môn, kiểu là mình vẫn làm về những nội dung content các thứ. Đây sẽ là một clip mà mình kỷ niệm. Đó, và sẽ cũng là để nói cho anh em một chút về công việc một ngày của mình là như thế nào. Ok, còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ gặp nhau trên stream. Tí nữa tôi đi tắm và tôi mới stream ấy nhá. Câu này bảo là không tắm các thứ đã stream rồi, nặng mùi các thứ. Ok, bye bye, hẹn anh em ở vlog tiếp theo. Cảm ơn anh em đã xem hết vlog này. Cảm ơn mọi người.